Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Pany Yathotou. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, trong thời gian qua, hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào ngày càng thực chất và hiệu quả, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước. Đánh giá cao hiệu quả của các cuộc hội thảo chung đã được hai bên tổ chức rất thành công vừa qua. Chủ tịch Quốc hội đề nghị, trong năm 2020, Quốc hội hai nước tiếp tục tổ chức các hội thảo để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động. Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou cảm ơn tình cảm nồng ấm, sự đón tiếp trọng thị của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và lãnh đạo Quốc hội Việt Nam. Chúc mừng Chính phủ và Quốc hội Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN và Chủ tịch Hội đồng Liên nghị viện ASEAN lần thứ 41, IPA 41. Chủ tịch Quốc hội Lào khẳng định, Lào luôn ủng hộ và sẵn sàng phối hợp chặt chẽ để Chính phủ, Quốc hội Việt Nam hoàn thành trọng trách trong năm Chủ tịch ASEAN và Chủ tịch IPA.